Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Trường Giang Nhã Phương trốn con hẹn hò tình tứ, được dân tình thả tim lìa lịa. Từ sau khi về chung một nhà đến nay, tổ ấm của Trường Giang Nhã Phương vẫn luôn được mọi người yêu quý ngưỡng mộ bởi sự hạnh phúc và tình cảm ngọt ngào mà cả hai dành cho nhau. Mới đây dân tình lại được một phen liệm tim khi trên các fanpage của Trường Giang và Nhã Phương đều đồng loạt chia sẻ hình ảnh hai vợ chồng nam danh hài xứ Quảng trốn con hẹn hò tình tứ ở Đà Lạt. Trong ảnh, Trường Giang và Nhã Phương đều diện trang phục trẻ trung năng động, bắt mắt. Cả hai không ngần ngại trao nhau những cử chỉ ngọt ngào. Những hình ảnh đầy ngọt ngào này của Trường Giang Nhã Phương đã khiến ai nấy đều phải phát hờn và ghen tị. Sau khi chia sẻ, đông đảo người hâm mộ đã thả tim lia lịa cho loạt khoảnh khắc trên của cặp đôi. Ai nấy đều cho rằng dù đã lên chức bố mẹ, thế nhưng Trường Giang Nhã Phương vẫn trông không khác gì cặp vợ chồng son. Được biết vì Nhã Phương đang đi quay hình ở Đà Lạt và có mang theo bé Destiny theo, thế nên Trường Giang đã lên đến tận nơi thăm bà xã và con gái cưng. Trước đó, trên mạng xã hội, mọi người cũng đã truyền tay nhau bức ảnh được cho là khoảnh khắc bên nhau cực kỳ hiếm của gia đình nữ diễn viên. Trường Giang và Nhã Phương chụp hình bên con gái, khung cảnh như bước ra từ phim ngôn tình. Khoảnh khắc Trường Giang chơi đùa bên con gái cưng khi lên Đà Lạt thăm vợ. Trước đây, Trường Giang và Nhã Phương vẫn thỉnh thoảng cùng nhau trốn con để hẹn hò riêng, hầm nóng tình cảm. Vừa qua, khi xuất hiện trên chương trình truyền hình, Trường Giang đã khiến ai nấy đều bất ngờ khi tiết lộ anh với vợ anh chỉ có ăn tối là nhiều nhất. Có nhiều bữa vợ anh về trễ anh đợi. Vợ về chửi anh sao không ăn trước đi, đợi làm gì? Anh giải thích, vậy thì còn gì là tình cảm gia đình nữa. Vì vậy, anh luôn đợi Phương. Trường Giang còn hài hước. Nhưng chỉ có cùng nhau ăn chứ không cùng nhau nấu nha, anh nấu một mình. Về phía Nhã Phương, nữ diễn viên cũng không giấu được sự hài lòng và tự hào khi nhắc về ông xã. Anh Giang nói là sẽ luôn làm những món ăn cho vợ cảm thấy ngon, không phải chồng mình mà mình khen đâu, nhưng anh ấy giỏi thật. Không chỉ đảm nhận mọi công việc bếp núc trong nhà mà Trường Giang còn chứng minh mình là ông chồng số 1 khi luôn giúp đỡ vợ trong việc chăm con. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.